Trên đây là sản phẩm nhẫn nam đá quý Tobat. Sản phẩm sử dụng vàng trắng 18K, cùng với đó là một viên đá chủ Tobat có kích thước 19.5mm. Đá quý Tobat với vẻ đẹp tự nhiên và sự lấp lánh tuyệt vời đã từ lâu được coi là biểu tượng của sự giàu có và quý phái. Màu sắc của Tobat có thể thay đổi từ vàng, xanh, đỏ, hồng đến trắng, tạo nên sự đa dạng và phong cách riêng cho mỗi chiếc nhẫn. Đặc biệt, màu xanh lam của Tobat rất phù hợp với những người mệnh thủy và mệnh mộc.